Chào mọi người, hôm nay mình sẽ review cho người một cái bàn cá gạch hãng Ryobi WC. Đây là cái bàn cá gạch khổ 6 tấc. Thì hiện tại Ryobi nó có 3 khổ ha, 6 tấc, 8 tấc và 1 mét. Thì cái 6 tấc đây có nghĩa là cá gạch 6 tấc đó nha. Còn cái bàn của nó thì tất nhiên nó hơn rồi. Anh em khỏi phải lo, anh em mới nghĩ là cái bàn nó 6 tấc, không phải như vậy. Người ta tính theo khổ gạch. Ví dụ như bàn 6 tấc có nghĩa là cá gạch được 6 tấc, bàn 8 tấc cái gạch được 8 tấc, còn thực tế nó dài tới 1. Nếu mà dành nó dài hơn ha, thì mình chưa đo cụ thể. Thì cái bàn này là 6 tấc ha, mình cửa hàng mình đang bán với giá là 1.800.000 nha anh em. Nhưng trong cái chương trình đó, anh em thấy không, mua nè, tặng thêm một lưỡi cắt. Trong cái máy này có hai cái lưỡi, anh em sẽ được tặng thêm một cái lưỡi nữa nha, một cái lưỡi cắt giống vậy. Thì nó sẽ là ba cái lưỡi. Thì cái lưỡi cắt này cái trị giá là 150.000 nha anh em, 150.000 một cái lưỡi này, thì tương đương với cái máy này anh em mua chỉ có 1.650.000 thôi đó. Thì nhưng trong hình này anh em mua thì mua nguyên bộ nha, không được trừ tiền nha đó. Thì nói chung là hãng nó có hỗ trợ thì hỗ trợ anh em thôi ha. Anh em cứ lưỡi thì mình mua trước sau có mua thôi, sẵn là mình mua luôn ha, 1.800.000 cho cái khẩu 6 tấc này. Thì bây giờ mình sẽ khui ra xem cho anh em xem coi bên trong nó có gì ha. Thì trong cái thùng nó gồm là một cái thước nha. Thước này nằm như thế nào, nó nằm như thế này đây nha, ráp vô đây nha anh em, cắt thẳng thì thẳng nằm vị trí không độ nè, mình thấy không, muốn cắt ngang thì mình xoay qua đây ha, xoay qua xoay lại. Nhưng mà khi mà em phải đưa vô cái không độ là cứng luôn nha, nó có cái chế độ ngàm gài nè, thấy cứng ngắc luôn, không quay được đâu. Và đây là cái đầu gắn vô cho nó. Anh em có thể dùng cái này làm cái cử ha, siết lại nha. Ok, thì cái này gắn ở đâu anh em để ý, trên cái đuôi hay cái đầu gì cũng được, anh em gỡ này ra ha. Đó, mình sẽ viết cái bộ này vô. Đó, gắn như vậy nha. Còn ở trong đây cái phụ kiện đó nè, sẽ chỉ anh em gắn từng cái luôn. Cái phụ kiện nó gồm như này ha. Đó, thì cái con ốc này đây, con ốc này á, là để gắn cái cần siết này nha. Cần siết này mình siết vô, thì anh em gắn cái cần này nè vô trong đây nha. Trong đây có cái rãnh nè, thấy không, nhét vô đó. Thì bình thường á, mình nhét vậy á, mình xách đi dễ bị rớt, thì mình siết con ốc vào đây nè ha, vô đây đó. Mình sẽ cứ cụ thể cho anh em xem nè, siết vô nha, cứng vô. Rồi, cái cây này sẽ không có bị rớt nữa nha. Móc như vậy. Thì cái móc này chức năng hay làm cái gì nha? Móc này thì anh em nhét vô rãnh như đây. Mình gỡ ra ha. Đó. Nhét vô đây. Rồi. Còn cái cây này á, thì làm nhiệm vụ là nó vô cái rãnh này. Rồi, để làm chi? Để tựa viên gạch, đỡ gạch ha. Còn cái tay này thì xích cái đây. Đó, thì bàn chạy rất là êm nha anh em. Đó, rồi, gần như là hoàn chỉnh rồi đó.
Còn hai cái này á, là hai cái phụ kiện kèm theo để khi mà cái hai cái này nó hư nè, hai cái nấm dưới đây nó hư nè, em có thể thay thế được nha. Đây nè, hai nấm này nè, à, phụ kiện kèm theo đó. Còn cái chai dầu này á, là để xịt chỗ đây, bôi trơn dầu máy nha. Thì cái máy kèm theo hai lưỡi như thế này và một cái lưỡi khuyến mãi kèm theo nha. Thì cái bàn này á, được thiết kế là cái áp ống này nè, là phi 20, lắp đặt luôn, cứng luôn ha, nó không có bị giỏng, nó không có bị cong, không bị vên luôn. Cái đế làm nhôm định hình cực kỳ cứng nha. Đây nè, nè em nhìn cái thằng nhôm nè, thiết kế rất là đẹp ha, lắp đặt nè, thấy chưa. Nói chung cái hàng này mình bắt cái này khoảng rất là dày nha, dày đó, cứng lắm, nên để mà hư này rất là khó. Những anh em mà thợ thầy đã xài cái đầu bền này rất là có rồi à, mình bán rất là nhiều luôn, nên anh em đồ sợ thầy đầu bền rất là có nha, đầu bền cực kỳ bền luôn á đó. Đó anh em ha, dày hai bên trước sau đều như nhau hết, cái đế nhôm này cũng dày nè anh em xem ha, này dày cọp luôn nè, thấy chưa đó, rất là dày, nên mình đừng có nói chuyện cong ở đây nha. Còn trong đây nó sử dụng là viên bi trượt, thì hai viên bi này anh em xài thì anh em bơm dầu mỡ vô tính năm á, khoảng từ 2 năm trở đi nha, 2 năm cho đi thì anh em có thể thay tùy theo anh em xài kỹ không kỹ nha. Nếu mà xài kỹ thì có thể hơn. Thì cái cặp bi này rất là rẻ tiền, khoảng 200 ngàn thôi một cặp, giờ mình thay vô thôi ha, nó rất là dễ luôn đó. Còn cái nguyên lý cắt thì nó rất là đơn giản anh em ha. Thì cái bàn này nói chung là này khổ 6 tấc nha, anh em đang có nhu cầu 8 tấc mét thì cái điều của hàng đều có hết. Nha. Thì khi mình ấn xuống đẩy và dùng cần kia mình gạch về thôi, nó nguyên lý hoạt động của nó, tay ta đã gạch. Thì nói chung là cái bàn này mặc dù nó giá rẻ nhưng mà trang bị chúng ta đầy đủ luôn, nhưng mà nó thật sự với anh em á, anh em về anh em bỏ hết là không có xài đâu, anh em chỉ cầm đúng cái bàn cái cần này thôi, còn cái thước ke với cái cử cái này ha, dục hết là không có xài. Mình bán nhiều anh em thợ thầy lắm ha, nên mình biết anh em không có xài tới. Ok, bây giờ mình sẽ test thử cho anh em, mà trước khi test mình sẽ nói cho anh em nguyên lý hoạt động của nó cái đã. Thì trước khi á, thì mình sẽ tháo ra nha cho nó gọn bớt. Thì mình phải mở ra để mình giới thiệu cho anh em ha. Em nhìn thấy cụm này không, rất là dày luôn. Thì đây là cái cụm trợ lực của nó đây. Ví dụ anh em đẩy nè, anh em đẩy đường lên nha, thì gạch nó đã có đường rồi, anh em gạt nó xuống. Thì khi gạt này xuống, anh em thấy cái múi cam ha. Nó hồi múi cam đây mình kéo nè, mình kéo lên thì cái múi cam này sẽ đẩy cái càng lên. Đẩy cái càng lên thì nó đưa cái này đi xuống nha, đưa này đi xuống không. Anh em thấy cái lỗ cái con ở dưới đây không, nó có một cái chốt này ha, khi kéo này lên thì cái này nó đưa lên, và cái đồng thời cái này đưa xuống và dưới này đưa lên nè. Kéo ở đây nó có thêm cái mũi cao anh em ha, đó kéo nè, đó thì hai cái mũi cao này lệch với nhau ha. Cái này thì nhiệm vụ là đẩy cái này đi lên nha, đẩy này lên đó, đẩy này đi lên, còn mũi cao ở trên á thì đẩy này đi xuống đó. Thì cứ kéo như vậy thì cái lực trên lực xuống nó ép rồi nén như gạch để nó bẫy ra, thì nguyên lý hoạt động như vậy thôi. Và những cái càng này anh em thì thấy rất là dày, nên cái đồ mà để nó hư khó lắm, nên anh em thấy không, trừ khi làm đồ mỏng đồ gì nó mới hư thôi, còn riêng cái này làm dày cọm mà rất là dày luôn, không có hư được đâu. Rồi ok, cắt thử thôi. Thì ở đây mình sẽ dùng một viên gạch đá này ha, nói chung mình đá 60 đó. Đá này thì nói chung là cũng cứng ha, mềm cũng không có mềm đâu, nói chung là nó cũng được thôi ha, không có mềm như men à, cũng cứng ha, đá nè em thấy ha.
Thì cái đường đầu á thì có thể mình ấn không có mạnh lắm anh em ha, nó sẽ bể như vậy, anh thấy không? Đó. Nói chung cắt phải quen tay, ấn mạnh chút ha, tùy theo cái lực của mình. Rồi, nói chung ok ha. Thì lúc đầu mình tưởng cái gạch này nó không cứng lắm mà thực sự nó cứng anh em ha. Nó cứng lắm. Nếu mà mình ấn không có lực á, mình ấn mà không có mạnh á thì nó sẽ bể bậy giống xé giống như này nè. Nên anh em ấn mạnh chút ha. Nó tùy cái viên gạch thôi, gạch cứng gạch mềm, gạch cứng người ta ấn mạnh chút, gạch mềm ấn nhẹ chút. Thực sự mấy cái này người ta ấn mạnh quá cũng không có tốt ha. Tùy theo cái viên gạch mà chúng ta cắt thôi. Nó cắt xẻ vậy là cũng rất là ok rồi ha. Đó. Đây, thì từ miếng lớn nè mình xẻ ra miếng nhỏ, thì cái này tầm khoảng 2 phân ha. Nói chung khi cắt cái này rất là khó cắt, anh em phải ấn mạnh nha, có lực một chút. Mình ấn không có lực là nó sẽ bị xé giống vậy nè ha, nó dễ bị xé ngay cái đuôi. Đó, mình chỉ cắt như vậy anh em thấy thôi ha, cắt rất là khỏe luôn. Cái chậm cho lực thì mình anh em khi mà gặt gặt dứt khoát một chút nha, đừng có nhấp nhấp ha. Nói chung mình khi mình gặt gặt dứt khoát và anh em nhấp nhấp thì nó sẽ nứt phân nửa thôi đó, anh em phải quay cái đầu lại ha. Cắt dứt khoát trong vậy thì rất là đẹp. Thì đó gạch này thì cắt vậy là rất là tuyệt rồi ha. Này 2/2 nha, 2/2 thôi. Rồi ok, mình sẽ nhảy về đường cho anh em biết thôi, chứ thực sự nó cắt vậy rất là ok rồi. Thì cái khổ mà 6 tấc này bên cửa hàng mình đang bán với giá là 1.800.000 một máy 3 lưỡi ha. Khổ 8 tấc mình bán là 2.400.000, cũng một máy 3 lưỡi luôn, khổ 1 mét là 2.800.000 ha. 1 mét mét á. Đó. Thì những cái dòng đó hiện tại bên cửa hàng mình đã có hàng sẵn anh em ha. Anh em đang có nhu cầu về khổ 6 tấc 8 tấc 1 mét, cửa hàng này đều có. Thì những dòng này mình bán rất là chạy ha, nhiều lúc cũng có trường hợp đứt hàng, khan hàng đó nha anh em. Không phải lúc nào cũng có cửa hàng đâu, nên anh em có nhu cầu mua thì cứ liên hệ trực tiếp để được mua hàng ha. Rồi ok. Bàn rất là đẹp ha. Ok luôn. Anh em có nhu cầu liên hệ số thoại ở dưới ha. Rồi thôi chào anh em ha.